hai ba đi. Chào các bạn, hiện tại mình vừa mới đi làm về, vừa mới về tới nhà luôn. Nãy mình có ghé qua chợ mình mua được một miếng thịt heo này mắc lắm các bạn, có chút xíu này, nè nè, chút xíu nè, đó 50.000 của mình ha, có chút xíu à. Rồi với một trái đu đủ mỏ vịt, trồng quay luôn ha, một trái đu đủ với hai lòng bia, sở thích của mình mà. Bây giờ mình sẽ làm một cái món, đó là cắt trái đu đủ này nè. Mình ướp thịt xong cái mình bỏ thịt vô, mình nướng theo kiểu của mình để mình ăn. Coi thử cảm nhận của mình về cái món mình tự chế này ra sao em. Giờ mình sẽ tiến hành đi ướp thịt. Ok, bây giờ thịt heo mình sẽ ngâm với nước muối. Bao giờ cũng vậy, thịt hay cá gì về không phải ngâm nước muối cho nó sạch. Rồi mình cho vô hai muỗng muối hột, thôi mình quậy đều lên đó. Trong lúc đó, đó mình cho thịt vô ngâm để đỡ qua bên đây ha. Trong lúc chờ đợi ngâm thịt thì mình sẽ làm một chén nước để mình ướp. Đầu tiên thì chúng ta không thể thiếu nước mắm. Đây, nước mắm hết mất rồi, còn có miếng. Rồi, nước mắm ha. Rồi mình cho thêm miếng dầu ăn. Này là nấu theo cách của mình nha, cho nên là mình tự chế ra, cho nên là các bạn đừng có đánh giá là nấu thịt mà sao cho dầu ăn nha. Rồi, một chút tương ớt. Này, rồi chúng ta có mật ong. Mật ong cũng sắp hết rồi. À, mật ong thì honey. Đó, thấy không? Chúng ta có ớt bột. Đổ luôn, khỏi cần đông đi gì hết. Rồi. Giờ chúng ta có bột ngọt. Này này gì? Đường. Đường mấy bạn ơi. Đường cho mấy muỗng đường đi. Đó rồi, ok. Chúng ta có bột ngọt. Hai muỗng luôn. Chúng ta có muối. Cho muỗng thôi, nhiều quá nó mặn. Đây có tiêu. Rồi. Mấy bạn biết củ nén này không? Cái này ở ngoài miền Trung như là Nghệ An, Hà Tĩnh là ta kêu là củ hành tâm. Còn ở một số vùng người ta kêu củ nén thôi. Củ này có dùng không ăn, nhưng mà có dùng ăn. Tác dụng của nó là như hành để cho nó thơm thôi. Như là củ hành để cho nó thơm. Nó thực tế là củ hành nhỏ thôi mấy bạn. Nó thơm lắm. Mình sẽ đập nó ra. Đó. Cắt nhỏ. Cho nó vô tô. Ớt. Nãy ớt khô giờ có ớt tươi. Không biết có ăn được không đây. Hay nấu đã rồi, nướng đã đời ra không ăn được là chết luôn. Tốn một đống tiền thịt heo. Heo giờ mắc lắm mấy bạn ơi, nó đang lên giá. Tỏi. Lột ra. Sắc nhỏ. Vậy là chúng ta có được hỗn hợp ướp thịt sánh mịn. Đã không mấy bạn? Thơm lắm.
Đây nè, để tôi chúi cái máy xuống cho mấy bạn coi ha. Đây nè mấy bạn, chúng ta có hỗn hợp nước ướp thịt. Thịt của mình đã ngâm xong và mình đã rửa được sạch sẽ ha. Miếng thịt heo đã không mấy bạn. Đây nè, đó. Bây giờ mình sẽ cắt thịt heo ra, cắt cho nó bự bự ra, ăn miếng cho nó đã. Hôm nay mình chơi lớn chơi liều, dám đụng tới thịt heo luôn. Thịt heo này là mắc hơn vàng đó nghe. Nhiều người có tiền mua vàng chứ không có tiền mua thịt heo đâu á. Ngày xưa nói mơ có tiền ăn miếng thịt bò, bây giờ thôi nói mơ có tiền ăn miếng thịt heo thôi. Thịt heo giờ mắc quá, gì đâu mà giờ tới 180-200 ký rồi các bạn. Chiều mình mua miếng bé xíu này 50-60 ngàn. Ok, bây giờ mình sẽ ướp vô cái hỗn hợp này, bỏ hết thịt heo vô đây, mình trộn đều lên. Rồi, để qua một bên và chờ 10 phút để cho thịt ngấm. Trong cái chờ đợi thì mình sẽ cháy đu đủ lên để mình để cắt ra. Cắt ra xong rồi cái chọt lỗ bên trong. Wow, cắt ra cháy đu đủ rồi chọt ra làm đôi. Nghĩ cho thịt vô chắc cũng được nhưng mà sợ nhiều đây nó không hết thôi. Chọt thêm bự bự mới miếng. Bây giờ mình đã gọt xong trái đu đủ, tách xong trái đu đủ rồi, mình gọt thêm với gọng ra. Và thịt cũng đã ướp xong đủ thời gian rồi. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô trái đu đủ. Đó, thịt nè, ướp nãy giờ ngấm hết trơn. Rồi, hết thịt rồi. Giờ cho thêm một ít hành ngò nữa cho nó thơm. Này, hành ngò nè mấy bạn, cho hành ngò lên phía trên à. Đó, đã chưa? Rồi bây giờ mình úp nửa trên này lại, giờ mình phải cột nó lại bằng dây kẽm. Đây, dây kẽm này, cột nó lại. Cột càng chặt càng tốt để khỏi nó bị xì. Ok các bạn, vậy là mình đã làm xong rồi ha. Đây, mình cho các bạn coi nè. Và phía sau lưng mình là than hồng ha, một bếp than hồng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nướng. Trong quá trình nướng thì mình sẽ quay nhanh ha, tại vì nướng cũng hơi lâu á. Mình sẽ bật quạt lên để cho nó đỏ than để lăn tùm lum hết trơn. Đây là mình đã làm xong món mới rồi các bạn ơi. Nè, thơm quá, hấp dẫn quá. Rồi ha, ok bây giờ mình sẽ vô mình đi tắm rồi xong cái mình sẽ khui ra để mình review. Mình ăn thử cho các bạn coi, coi thử hôm nay mình sáng chế ra cái món này coi thử sao ha. Ok mình đi tắm chút xíu rồi lát ra mình review thử món cho các bạn ha. Mát quá mấy bạn ơi. Mời mọi người ăn tối với gia đình mình. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để cho các bạn coi mình khui cái sản phẩm của mình ha. Okay, bây giờ mình sẽ khui cái món đồ ăn mà do mình tự sáng tạo ra ha. Này nãy nó bung rồi, bây giờ mình chỉ lột cái dây ra thôi, bỏ cái dây qua một bên. Rồi, rồi 2, 3, ui da, thơm quá các bạn ơi. Nó thơm mùi hành lá với lại hành ngò. Mượn đôi đũa rồi.
Thử một miếng trước ha. Mình thử lấy ra chứ. Không chưa gì. Nhìn nè, nhìn để mình zoom, để mình lấy nét cho mấy bạn coi, nó sưng nhăn rồi mấy bạn ơi. Thôi vậy là thất bại rồi, thất bại nặng nề rồi, nó sống nhăn à, không ăn được mấy bạn ơi. Nướng cũng lâu lắm á, nướng gần 1 tiếng đồng hồ sống nhăn à. Thôi bây giờ cả gia đình đành ăn dưa hấu với cơm đi ha. Ok, cái món này để đây chắc lát thôi mình nấu lại mình ăn thôi, nó không thành công thì các bạn thôi mình uống, mình ăn cơm chay với lại uống ăn cơm canh với uống đỡ miếng bia đi, chứ món này là thua rồi, nó sống nhặt nè. Thôi xin mời các bạn nha, clip của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.